Bad Visual ở Miss Grand Việt Nam hé lộ đã chia tay Huỳnh Phương gần một năm. Bên cạnh màn đăng quang của Hoa hậu Thiên Ân Miss Grand Việt Nam 2022 còn khiến mạng xã hội xôn xao với người đẹp đến từ Thái Bình, Lê Hồng Hạnh. Trong đó, mặc dù dừng chân ở top 15 chung cuộc nhưng 5 giây viral của cô xuất hiện trên sóng truyền hình đã nhanh chóng khiến cho tên tuổi của thí sinh này lên như diều gặp gió. Theo đó, nhan sắc đẹp hoàn hảo, không tì vết của cô đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, mọi thông tin liên quan đến người đẹp được nhiều người săn đón. Cho đến mới đây, người đẹp đã xác nhận tin đồn râm ran trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Cụ thể, cô chính thức thừa nhận chuyện từng hẹn hò với diễn viên Huỳnh Phương. Tuy nhiên, gần một năm qua, người đẹp đã độc thân, không trong mối quan hệ nào. Cũng trong buổi trò chuyện, cô cũng thoải mái chia sẻ về kinh nghiệm tình trường. Cô bộc bạch, tôi đã trải qua 3 mối tình sâu đậm. Mối tình đầu là năm lớp 12, anh ấy hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, nhưng bạn ấy can thiệp vào chuyện công việc của tôi nhiều quá. Khi đó tôi còn quá trẻ, chỉ muốn tập trung vào công việc của mình, muốn phát triển bản thân nên cả hai không tiến xa được. Ngoài ra, chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của bản thân, cô hé lộ tôi thích được chiều chuộng, lãng mạn, một người tôn trọng phụ nữ. Hiện tại, những chia sẻ của Lê Hồng Hạnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước đó, vào đầu năm 2021, Hồng Hạnh và Huỳnh Phương, thành viên của Pháp TV, vướng nghi vấn hẹn hò, nguyên do bởi không chỉ chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội mà nam diễn viên chỉ follow bạn gái tiên đồn và một người bạn nữ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, một thời gian qua, cả hai tiếp tục được cho là đã đường ai nấy đi. Ở thời điểm hiện tại, nếu như Hồng Hạnh gây bão mạng xã hội với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, thì Huỳnh Phương lại tập trung vào sự nghiệp diễn xuất bên nhóm hài lâu năm của mình. Sau khi bước ra khỏi Miss Grand Việt Nam 2022, Hồng Hạnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Với bệ phóng này, nữ diễn viên từng cho biết bản thân sẽ tận dụng để có thể gặt hái thêm được nhiều thành công trong tương lai và chiếm được tình cảm của khán giả bằng chính tài năng của mình thay vì 5 giây viral trên mạng xã hội.